chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 29 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hương Yên. Doanh nghiệp Thanh Hóa đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, mở rộng thị trường với các tỉnh, thành phố trong cả nước. đấu tranh xử lý nghiêm với hành vi sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã tổ chức lễ khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu là các địa phương có dự án đi qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại trạm biến áp 500 kV phố nối Hưng Yên. Dự lễ khánh thành tại trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa có các đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Dự án có chiều dài 519 km đi qua 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Theo đánh giá, đối với các dự án có quy mô khối lượng tương tự phải triển khai từ 3 đến 4 năm. Tuy nhiên với tư duy phương pháp cách tiếp cận mới, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Quảng Bình, phố nối Hưng Yên đã hoàn thành sau 6 tháng thi công, một thời gian ngắn kỷ lục. Việc hoàn thành dự án này có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện của hệ thống 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc với công suất từ 2.500 MW hiện nay lên 5.000 MW, nâng cao sự ổn định của việc vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây chạm 500 kV hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tại Thanh Hóa, đường dây 500 kV mạch 3 có chiều dài 131 km đi qua 11 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài diện tích đất rừng, đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, tỉnh Thanh Hóa có 268 hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở, trong đó có hơn 80 hộ thuộc diện tái định cư. Với tinh thần tất cả về đường dây 500 kV mạch 3, tỉnh thanh hóa đã triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng bàn giao sớm hơn so với kế hoạch đồng thời huy động các lực lượng tham gia di rời nhà ở vật kiến trúc phát quang hành lang tuyến hỗ trợ các đơn vị trên công trường trong công tác kéo dây điều tiết giao thông các khu vực giao chéo hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công và động viên các lực lượng thi công trên công trường Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của dự án, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và dành ưu tiên cao nhất để hoàn tất các thủ tục pháp lý, tổ chức ra soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các công trình dự án có liên quan bị ảnh hưởng bởi các dự án để có biện pháp xử lý giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thực hiện các dự án. Tỉnh Thanh Hóa đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các công việc có liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là xây dựng phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo hướng bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Bên cạnh đó, đã để mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong triển khai thực hiện. Đến ngày 29 tháng 5 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao toàn bộ các vị trí móng cột và khoảng néo cho chủ đầu tư, là một trong ba tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng dự án. Bước vào giai đoạn thi công, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò hậu phương lớn, huy động sự tham gia vào cuộc đồng bộ hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi có dự án đi qua trong công tác hỗ trợ các đơn vị giải phóng hành lang và hỗ trợ thi công dự án huy động các nguồn lực sẵn có, tạo mọi điều kiện tốt nhất về hậu cần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia thực hiện dự án trên địa bàn. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng cho biết bằng những giải pháp quyết liệt đồng bộ hiệu quả, các nội dung công việc của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đóng điện và khánh thành toàn bộ công trình đường dây 500 kV mạch 3. Quảng Trạch, Phố Nối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã và đang phối hợp với các chủ đầu tư tập trung hoàn nguyên các công trình phục vụ thi công và chăm lo cho đời sống nhân dân vùng dự án. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành công trình đúng tiến độ yêu cầu là niềm vinh dự tự hào của cả hệ thống chính trị, là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành điện lực Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, các đơn vị thi công đã làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão, chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm việc liên tục 24 trên 7, 3 ca 4 kíp, làm xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ. Thủ tướng Chính phủ biểu dương và trân trọng cảm ơn người dân đã nhường nơi ở, di rời tài sản để dự án triển khai thuận lợi. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành, đóng điện vận hành, đáp ứng theo đúng yêu cầu đề ra. Qua quá trình tổ chức triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra những bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh đến bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các bộ ngành mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng. Việc tổ chức thực hiện phải tập trung, quyết liệt, khoa học đi cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên, chia sẻ chân thành kịp thời. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, đồng lòng, tự nguyện bàn giáo đất ở, nơi sản xuất, cùng với chính quyền đơn vị thi công tham gia thi công các công trình dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền chiến tình có dự án đi qua, phù hợp với chủ đầu tư quan tâm, chăm lo để không ngừng cải thiện nâng cao đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trước mắt là chăm lo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân, kiên quyết không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đất sản xuất, từng bước đáp ứng tốt hơn về nhu cầu vật chất tinh thần, an ninh văn hóa, chăm lo giáo dục đào tạo tri thức cho lớp trẻ để tiến tới hội nhập và làm giàu cùng với điểm đầu cầu chính Hưng Yên và điểm cầu các địa phương có dự án. Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Hôm nay ngày 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại các huyện Thường Xuân và Ngọc Lặc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã kiểm tra các hộ mô hình vay vốn tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân. Hiện xã đang thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách Đến hết tháng 8 năm 2024, huyện Thường Xuân có trên 11.000 hộ đang vay vốn với dư nợ trên 690 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho trên 6.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 49 nghìn lao động. Tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, đoàn công tác đã kiểm tra các hộ mô hình vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, làm trang trại, trồng cây ăn quả. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đạt trên 606 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,3% với gần 11.700 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo nguồn lực quan trọng thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Làm việc với ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội hai huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc và các địa phương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thời gian qua, chỉ ra những khó khăn tồn tại trong hoạt động tín dụng chính sách ở khu vực miền núi, vùng khó khăn. Đồng chí yêu cầu ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40, kết luận số 06 của ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội để mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân. Các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát theo địa bàn, thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, huyện quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo giải ngân vốn vay kịp thời đúng đối tượng tăng cường củng cố nâng cao chất lượng ủy thác hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với từng kiến nghị đề xuất của hai huyện thường xuân và ngọc lạc về các chương trình tín dụng chính sách xã hội đặc biệt là chương trình vốn vay giải quyết việc làm xuất khẩu lao động và cho vay thanh niên khởi nghiệp Sáng nay ngày 29 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 hội đồng tư vấn gồm Hội đồng tư vấn về dân chủ pháp luật, kinh tế xã hội, dân tộc tôn giáo và an ninh quốc phòng. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 26 trên 27 huyện thị xã thành phố thành lập 34 ban tư vấn với 190 thành viên. 423 trên 558 xã phường thị trấn thành lập được tổ tư vấn với hơn 1.900 thành viên. Các hội đồng tư vấn đã tích cực tham gia tư vấn, góp ý vào 84 dự thảo văn bản pháp luật của Quốc hội, các dự thảo nghị định của chính phủ, dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện của các bộ ngành và mặt trận trung ương, tham gia 21 hội nghị phản biện xã hội, phản biện các dự thảo nghị quyết tờ trình, quyết định đề án, kế hoạch, chương trình của các bộ sở ngành và ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt là tham gia phản biện vào văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, đồng thời tham gia vào các cuộc giám sát do ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị các hội đồng tư vấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của từng thành viên để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Nghiên cứu mở rộng thêm các cộng tác viên của hội đồng tư vấn để giúp cho mặt trận Tổ quốc tỉnh hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức hội đồng tư vấn theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tế để lựa chọn các vấn đề cần quan tâm, ưu tiên trong quá trình giám sát, phản biện, từ đó giúp hội đồng tư vấn có thêm thông tin thực tiễn để tổ chức thực hiện tốt hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho một tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Chiều nay ngày 29 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã trao 305 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để cùng với tỉnh hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa trong 2 năm 2024, 2025 theo tinh thần chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng các cán bộ, nhân viên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ chăm lo cho người nghèo, nhất là đã triển khai thực hiện rất tốt các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Chỉ thị số 22 được triển khai thực hiện với phương châm vận động toàn dân, toàn diện. Tất cả người dân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay xóa nhà cho hộ nghèo. Bởi vậy, sự chia sẻ của cán bộ, nhân viên bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ góp phần giúp các hộ nghèo vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số các hộ khó khăn về nhà ở có được những căn nhà vững chãi, thấm tình đoàn kết. Tối qua ngày 28 tháng 8, Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa đã tổ chức chương trình Chính luận nghệ thuật vang vọng mùa thu, chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Đài. Dự chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên. Chương trình chính luận nghệ thuật Vang vọng mùa thu chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức sản xuất với những ca khúc mang âm hưởng hào hùng tái hiện khí thế cách mạng sôi sục của cả dân tộc trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa bằng sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và trình diễn sân khấu vang vọng mùa thu cũng là lời ngợi ca sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước nhắc nhở và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc để thế hệ hôm nay thêm trân trọng tự hào nỗ lực tiếp bước cha anh gìn giữ phát huy giá trị lịch sử của mùa thu cách mạng năm xưa trở thành bản hùng ca bất diệt trường tồn trong đó các tiết mục như cùng nhau đi hồng binh 19 tháng 8 tiếng hát giữa rừng bắc bó bài ca bên cánh võng bài ca thống nhất bài ca không quên linh thiêng việt nam tổ quốc bốn mùa hoa một vòng việt nam được dàn dựng công phu rực rỡ sắc màu mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng ý nghĩa chạm đến cảm xúc của khán giả chương trình vang vọng mùa thu đài phát thanh và truyền hình thanh hóa không chỉ mong muốn tái hiện những câu chuyện lịch sử thông qua âm nhạc truyền tải thông điệp với nguồn cội sức mạnh là truyền thống cách mạng, cùng ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, toàn dân tộc ta sẽ tiếp tục đồng lòng chung ý chí làm nên những kỳ tích xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chuyển quân lịch sử năm 1954, địa điểm đầu tiên trên đất Bắc được đón những chuyến tàu từ miền Nam tập kết là cửa biển Lạch Hới, xã Quảng Tiến, này là phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 25 tháng 9 năm 1954, chiếc tàu chuyển quân đầu tiên ở khu vực Hàm Tân, Bình Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, dễ sóng tiến vào cửa lạch hới, giữa tiếng hoan hô vang trời dậy sóng, cờ hoa rực rỡ của cán bộ nhân dân Sầm Sơn và các huyện trong tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm ấy, có những chiếc tàu biển lớn của Liên Xô, Ba Lan, không cập được cảng mà phải đậu ngoài biển. Đảng bộ chính quyền Sầm Sơn đã huy động nhân dân dùng 12 tàu thuyền đánh cá để đưa đồng bào vào bờ. Có những chuyến phải trung chuyển mất 2 ngày. Từ tháng 9 năm 1954 đến hết năm 1955 có tới 7 đợt đón tiếp đồng bào miền Nam tại cửa biển Lạch Hới. Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, ác liệt, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, nhân dân Thanh Hóa nói riêng vô cùng khó khăn nhưng với tình cảm ruột thịt nam bắc một nhà tỉnh thanh hóa đã dành những điều kiện tốt nhất để đón tiếp cán bộ chiến sĩ học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền nam tập kết như đón những người thân của mình sau khi được đón tiếp và nghỉ một thời gian ngắn tại sầm sơn đồng bào cán bộ chiến sĩ miền nam tập kết ra bắc lại tiếp tục được di chuyển đến các địa phương khác ở miền bắc học tập tham gia phát triển kinh tế xã hội xin được tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin khác thưa quý vị và các bạn cùng với thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài những năm gần đây tỉnh thanh hóa rất chú trọng đến các hoạt động kết nối giao thương với các tỉnh thành phố trong cả nước nhất là các thị trường trọng điểm nhiều tiềm năng ở các vùng miền qua hoạt động kết nối xúc tiến đầu tư thương mại các doanh nghiệp thanh hóa không những được học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh mà còn gia tăng cơ hội kết nối với các đối tác bạn hàng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm những sản phẩm nông sản thực phẩm sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa được trưng bày và giới thiệu tại các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh thanh hóa và các tỉnh thành phố trong nước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và người dân đây là cơ hội để các doanh nghiệp thanh hóa đưa hàng hóa đến các thị trường ngoài tỉnh theo như tôi thấy thì hôm nay tôi được trải nghiệm rất nhiều các sản phẩm ẩm thực sản phẩm đặc sản vùng miền của thanh hóa thì cái khẩu vị nó cũng rất là phù hợp với tôi ngày hôm nay thì tôi nghĩ là mình có thể kết hợp giữa việc đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền vào các đơn vị du lịch tại cần thơ để có thể tiếp cận rõ hơn và gần hơn đến với người dân nhiều sản phẩm rất là đặc trưng và ở cái thế mạnh của tỉnh thanh hóa và chúng tôi sẽ xem xét thêm sẽ tìm hiểu thêm để mong muốn rằng sẽ nữ với nữ sẽ kết nối với nhau trước để làm sao đem những cái sản phẩm của mình trao đổi qua lại để làm cho cái thế mạnh của cộng đồng nữ doanh nhân của Việt Nam của mình sẽ kết nối với nhau và đem cái sản phẩm của mình ra khỏi Việt Nam đi xuất khẩu ở thị trường thế giới ở bên ngoài. Sự phát triển sôi động của nền kinh tế đang đặt ra nhu cầu giao thương kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp Thanh Hóa rất chú trọng xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh với thị trường các tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp của Thanh Hóa nói riêng đều phải cố gắng hết sức hết mình làm sao kết nối giao thương à, trong toàn quốc không những trong nước và ngoài nước để tìm những cơ hội đầu tư, tìm kiếm à, những doanh nghiệp à, có phù hợp à, với những ngành nghề hàng của mình để làm sao xúc tiến thương mại chúng ta có thể chia sẻ những khó khăn vướng mắc và chúng ta có thể nắm bắt được cái thời cơ vận hội để cùng nhau đoàn kết một lòng à, để đi lên và phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh làm sao mà đúng được quy định pháp luật. Theo các doanh nghiệp, các bên đều còn rất nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng đầu tư, trở thành đối tác chiến lược tin cậy của nhau trong thời gian tới. Trong đó, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành phố sẽ là đầu mối đồng hành, hỗ trợ sát sao cho các doanh nghiệp, nhất là trong việc cập nhật thông tin thị trường, chính sách thu hút đầu tư tại các địa phương, liên kết hợp tác để phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, các học sinh các huyện miền núi Thanh Hóa đã tự trường sau khoảng thời gian dài nghỉ hè. Điều đặc biệt trong năm học mới này là hầu hết các địa phương không còn phải tổ chức vận động học sinh tới lớp như trước đây. Đổi thay này là kết quả từ những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả chính quyền, ngành giáo dục và đồng bào vùng cao. 7 giờ 30 sáng, hầu hết học sinh của điểm trường Liên Bản Bọng Đe, trường tiểu học Trung Tiến, huyện Quan Sơn đã có mặt ở lớp. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của năm học mới sau thời gian dài nghỉ hè, nên các em đều háo hức. Với thầy cô điểm trường bản bọng, năm học này còn vui hơn bởi sau rất nhiều năm, các thầy cô không còn phải vận động học sinh ra lớp. Năm trước đây, nhà trường chúng tôi phải phân công cán bộ giáo viên từ đầu tháng 8 là phải đến từng gia đình học sinh để làm công tác vận động. Nhưng rất mừng cho năm học này, nhà trường chúng tôi không phải làm công việc này do chúng tôi đã phối hợp tốt với các cơ sở thôn bản phát huy cái công năng của các cái phương tiện truyền thanh của các thôn bản. Chính vì thế mà năm học này cái tỷ lệ học sinh tự trường của cái tại cái điểm trường này của chúng tôi và cả nhà trường nói chung đạt trên 98%. Đây mà là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng và chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tốt cái vấn đề này để phục vụ cho công tác dạy học nói chung và công tác tuyên truyền vận động học phụ huynh học sinh nói riêng ghi nhận trong ngày đầu tiệu trường năm học 2024-2025, hầu hết các huyện miền núi Thanh Hóa không còn phải vận động học sinh tới lớp. Tỷ lệ học sinh có mặt ở lớp đạt trên 98%. Việc học sinh chủ động tới lớp sau kỳ nghỉ hè là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự thay đổi tích cực của giáo dục vùng cao. Đây là kết quả sau cả một quá trình nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong sắp xếp trường lớp học, vận động các gia đình cho con em đến trường là kết quả từ các chính sách của nhà trường về hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ chỗ ở, học bổng, bán trú cho học sinh khu vực miền núi. Thông qua cái nhập trực tuyến, tức là nhà trường sẽ chia cái khoảng thời gian từng thôn bản để cho phụ huynh đem đầy đủ các cái hồ sơ đến để nhà trường nhập trực tuyến thì trong đến tháng 8 nửa tháng 8 là nhà trường đã hoàn thành cái chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1. Còn đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 5 thông qua cái hệ thống Zalo của giáo viên đã nhận bản giao lớp. Thứ hai nữa là cái hệ thống truyền thanh của địa phương. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước cũng như là các cấp các ngành thì cái tình trạng học sinh là bỏ học giữa chừng là không còn nữa và đến hiện tại ngày tiệu trường thì cơ bản là tất cả các em học sinh ở các điểm trường cũng như là các nhà trường đã à, tiệu trường đầy đủ và có một số em thì chưa kịp thời đến thì nhà trường cũng đã liên hệ với các bậc phụ huynh để kịp thời là trong ngày mai sẽ đến trường đầy đủ và để chuẩn bị tốt nhất, tâm lý tốt nhất để bước vào năm học mới. Sau ngày tiệu trường sẽ là thời gian để giáo viên chuẩn bị ổn định lớp học. Học sinh làm quen lại với môi trường học tập và chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 tới mùa tiệu trường với đổi thay đặc biệt giúp thầy và trò vùng cao có thêm kỳ vọng vào một năm học mới gặt hái nhiều thành công từng bước rút ngắn khoảng cách với giáo dục miền xuôi. Mới đây, công an thành phố Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh. Đây là hành vi cần sớm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý thật nghiêm bởi việc sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể sẽ gây nên những mối nguy hại khôn lường cho người bệnh. Lợi dụng thói quen tự mua các loại thuốc chữa bệnh của người dân và sơ hở trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm, Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1990 trú tại huyện Đắc Song tỉnh Đắk Nông đã câu kết với Trương Quốc Phong Dình sinh năm 1997 trú tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ thành lập công ty trách nhiệm hạn dịch vụ y tế tích hợp đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc tân dược giả. Tiến hành khám xét tại 5 địa điểm sản xuất trên địa bàn Hà Nội, Cần Thơ và Bến Tre, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ nhiều sản phẩm thuốc tân dược giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh, 2,2 tấn phụ gia và nhiều máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả. Chưa em có mua một cái công ty dược thì em có đọc qua và thấy có những cái lĩnh vực mà được sản xuất rồi gia công cho nên là em cũng nghĩ là, là em được gia công cái phần đấy đến bây giờ thì em biết là hành vi của em là sai ạ nhóm đối tượng này là thuê những công nhân thuê những công nhân mà trình độ hiểu biết và văn hóa rất là kém chủ yếu và đa số những cái người mà công nhân để những đối tượng này thuê để vào sản xuất các loại thuốc thì là chưa đủ 18 tuổi đa số là như chưa đủ 18 tuổi và những cái cơ sở sản xuất cái xưởng sản xuất thì nằm một cái tập cái khu cái vực dân cư là ít người qua lại từ đó các đối tượng là hoạt động là khi mà sản xuất thì các đối tượng là chỉ đạo cho công nhân sản xuất vào ban đêm để tránh cái 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 cái, cái, cái sự theo dõi cơ quan chức năng và người dân người ta để ý trước đó không lâu qua kiểm tra đột xuất đoàn kiểm tra của sở y tế tỉnh thanh hóa cũng đã phát hiện một cơ sở buôn bán thuốc Tân Dược trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bán lô thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg có các dấu hiệu là thuốc giả. Khi kiểm tra chất lượng, lô thuốc kháng sinh này không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu định tính nên đã niêm phong lô thuốc và báo cáo cho cục quản lý dược Bộ Y tế. Sơ bộ thì chúng tôi thấy giữa hai cái mẫu thuốc uh, vi phạm uh, chất lượng cũng như là mẫu thuốc uh, Uh, có số lô và có cái hồ sơ hóa đơn đầy đủ ấy, là có thể nói là rất khó nhận biết bằng, bằng bằng mắt thường về mặt cảm quan đây là một trong những cái thách thức của công tác đấu tranh chống cái hàng giả gian lận thương mại trong cái lĩnh vực rửa. thì chúng tôi đã tiếp tục có cái tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện và kịp thời ngăn chặn các cái sản phẩm thuốc giả lưu hành trên thị trường tỉnh Thanh Hóa sau vụ việc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa phát hiện cơ sở bán lô thuốc kháng sinh Cefurosim 500mg không đạt yêu cầu chất lượng về các chỉ tiêu định tính và việc Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn. Mới đây, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về thuốc giả Cefurosim 500mg, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ mua bán thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan chức năng liên quan. Phần cuối chương trình thời sự tối nay sẽ là một số sự kiện vừa diễn ra. Sáng nay ngày 29 tháng 8, Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc và đồn biên phòng Đa Lộc đã tổ chức thả tôm, cua giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Với thông điệp, vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau hãy chung tay bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đoàn đã thả hơn 1 triệu con tôm số giống và 4.000 con cua xanh giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động thường niên được Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, ngư dân tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy ngành thủy sản phát triển ngày càng bền vững. Chiều qua ngày 28 tháng 8 tại huyện Hoàng Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa và Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình giao lưu xúc tiến thương mại và ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Hai hiệp hội thống nhất và ký kết chương trình phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại kết nối hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và khoa học công nghệ, phối hợp tổ chức các sự kiện và vận động nguồn lực tổ chức các sự kiện chuyên đề, cùng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hai tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước đã trao ủng hộ một ngôi nhà máy ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng, 50 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay ngày 29 tháng 8, Bệnh viện Ung Biếu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Điều trị ung thư tuyến tiền liệt từ trần đoán đến điều trị. Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư phổ biến ở Nam giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ 5 trong số các bệnh ung thư ở Nam giới trên thế giới. Tuy nhiên, Đa số bệnh nhân thường chỉ tới bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị rất khó khăn và có khả năng cao gây tử vong. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế đầu ngành đã chia sẻ, cập nhật kiến thức về chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, quy trình chẩn đoán và sinh thiết tuyến tiền liệt, các phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Đồng thời, thực hiện một ca lâm sàng sinh thiết tuyến tiền liệt nhằm trao đổi kiến thức chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên về chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Chiều nay ngày 29 tháng 8, Hội khuyến học khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyển dường trao thưởng cho 171 học sinh là con cán bộ hội viên thuộc các đơn vị trong khối đạt thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024. Trong đó có 4 học sinh đạt giải quốc tế khu vực, 24 học sinh đạt giải quốc gia, 69 học sinh đạt giải nhất nhì cấp tỉnh các môn văn hóa thể thao và 73 học sinh đạt 27 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển đại học năm 2024. Đây là hoạt động được Hội Khuyến học khối tổ chức thường niên nhằm khuyến khích động viên các cháu học sinh cố gắng phân đấu thi đua học tập tốt, cũng như khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình cán bộ hội viên. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Hội Khuyến học khối đối với việc học tập, rèn luyện của con em cán bộ, hội viên, người lao động tại các cơ quan đơn vị trong khối. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.